Xin chào các bạn, hôm nay Sông Nhật Việt sẽ giới thiệu đến các bạn những cái mẫu đồng hồ cũ giá rẻ mà các bạn có thể mua được tại Sông Nhật Việt. Và đây là những cái mẫu đồng hồ mà Sông Nhật Việt sẽ order cho các bạn từ Nhật Bản về Việt Nam với những ai mà không phải đang ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở đâu đó khắp cả nước thì đều có thể mua hàng tại Sông Nhật Việt, bởi vì Sông Nhật Việt có thể ship đi toàn quốc cho các bạn, thì các bạn chỉ cần liên hệ tới shop thì nhân viên sẽ tư vấn những cái thông tin mà các bạn cần biết cụ thể hơn. Các bạn có thể nhìn lên màn hình để theo dõi những cái mẫu đồng hồ mình sẽ show ngay sau đây. Nếu như là đồng hồ chính hãng còn tốt thì bề ngoài nó sẽ không bị trầy xước nhiều, không bị vỡ, và đồng hồ chính hãng thường được làm từ kim loại tốt nên nó có độ nặng, nếu cầm tay và thấy nhẹ thì các bạn có thể xem xét lại. Ngoài ra thì dây đồng hồ được mạ hợp kim, có độ cứng và nhẵn bóng, không bị phai khi đeo. Các bạn có thể dùng kính lúp để xác định đồng hồ có chính hãng hay là không. Nếu như kém chất lượng thì bề mặt có các đốm sần sùi. Những chiếc đồng hồ mà mình show thì đều được bán tại trang Yahoo hay là Rakuten, Mercari, những cái trang second hand của Nhật Bản, nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng. Và hiện nay ở trên thị trường thì hàng giả tràn lan nên là đồng hồ cũng được làm giả rất là nhiều, thậm chí nhiều sản phẩm hàng giả thì còn được chế tác không khác gì so với hàng thật. Vậy thì để nhận biết được hàng giả, nó sẽ có những cái đặc điểm khác biệt so với hàng chính hãng, và khi chọn đồng hồ nội địa Nhật thì các bạn có thể dựa vào những điểm riêng của từng thương hiệu để phân biệt và so sánh. Đa phần các đồng hồ Nhật đều có dấu hiệu riêng để người dùng có thể nhận biết. Các bạn có thể xem thương hiệu in trên mặt đồng hồ, tiếp đến là mặt sau của đồng hồ thường in số series. Chữ và số này đều được in vô cùng sắc nét, không bị nhòe, kèm theo đó là logo của thương hiệu. Còn nếu như một mẫu đồng hồ giả chắc chắn nó sẽ không có những cái chi tiết này. Nếu như có thì chữ và số thường mờ và khó nhìn rõ. Vì vậy, trước khi mua đồng hồ thì các bạn có thể tham khảo các dấu hiệu nhận biết thương hiệu sản phẩm mà các bạn muốn mua. Những chiếc đồng hồ mà mình show thì đến từ các cái thương hiệu khá là đình đám của Nhật, ví dụ như là Orient này, Seiko, Casio, Citizen chẳng hạn. Ngoài những cái mẫu đồng hồ mà mình vừa show ra thì để lựa chọn một mẫu đồng hồ khác, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của Sông Nhật Việt 0983131528, thì nhân viên sẽ gửi link những cái sản phẩm, ví dụ như là các bạn yêu cầu đồng hồ trắng này, dây vàng, hoặc là mặt nó có những cái ký hiệu, ký tự đặc biệt gì đó thì có thể nói với cả nhân viên, thì nhân viên sẽ gửi cho các bạn cái list danh sách đồng hồ và các bạn có thể lựa chọn. Sau khi mà lựa chọn xong rồi thì nhân viên sẽ báo giá và Shop Nhật Việt sẽ order hàng từ Nhật Bản về sau 2 đến 3 tuần cho các bạn, thì các bạn có thể nhận được hàng tại Việt Nam. Nếu như vẫn còn thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của Shop Nhật Việt để được nhân viên tư vấn rõ hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.